đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe channel của mình. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Có một điều thú vị là Ronaldo sinh trước Messi 869 ngày và đó cũng chính là khoảng cách ngày sinh giữa hai người con trai cả của họ. Tuy mới chỉ là những cậu nhóc nhưng con trai của Ronaldo hay Messi đều đã có những kỹ năng chơi bóng điêu luyện thừa hưởng từ cha mình. Hãy cùng chúng tôi đến với tài năng chơi bóng của hai ngôi sao nhí này nhé. Cậu con trai cả của nhà Messi, Thiago Messi, sinh năm 2012, đã là một thành viên của đội U8 Barcelona. Và cậu quý tử của Leo cũng ngay lập tức thể hiện được phẩm chất chơi bóng thiên bẩm của mình. Trong pha lập công này, cậu nhóc đã khiến người xem không thể không liên tưởng tới người bố nổi tiếng Lionel Messi của cậu. Thiago bình tĩnh đi bóng và vượt qua được sự truy cản của hậu vệ đối phương. Trai cưng của Mbunga sau đó chờ thủ môn dâng cao một nhịp trước khi tỉa bóng chính xác vào góc dưới khung thành. Sở hữu một vóc dáng nhỏ nhắn cùng chiếc áo số 10 trên lưng, Thiago khiến cho những người hâm mộ như đang được nhìn thấy Messi hồi còn 8 tuổi. Cậu bé dùng tốc độ đáng kinh ngạc để loại bỏ mọi đối thủ trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục nốt thủ môn. Đáng chú ý, Thiago lại thuận chân phải thay vì chân trái giống như người cha vĩ đại của mình. Về con trai của Ronaldo, ngay từ khi anh chuyển sang Juventus thi đấu, thì người con trai cả của anh, Ronaldo Jr. cũng đã gia nhập các tuyển trẻ của bà đầm già thành Turin. Và cậu bé cũng đã không làm cha anh phải thất vọng khi đã sớm thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình trên sân cỏ. Trong tình huống này có thể thấy, Ronaldo Jr. đã ngay lập tức nhận được sự kèm cặp của ba cầu thủ đối phương khi vừa mới nhận bóng. Tuy nhiên cậu bé vẫn cực kỳ bình tĩnh xử lý bóng. Sau một vài nhịp rê dắt, quý tử nhà Ronaldo tung ra cú sút xa trái phá và không cho thủ môn đội bạn bất kỳ một cơ hội nào để cản phá. Có thể thấy, dù mới chỉ 10 tuổi, nhưng lực sút của cậu bé là rất ấn tượng và không thua kém gì người bố của mình. Thừa hưởng những phẩm chất từ người cha nổi tiếng, Ronaldo Jr. đã sớm bộc lộ những phẩm chất của một cầu thủ giỏi trong tương lai. Nhìn cách cậu con trai cả của CR7 nhảy múa trước khung thành, mọi người không thể không kỳ vọng vào việc anh sẽ tiếp bước sự nghiệp của cha mình. Hai cú ngoặt bóng liên tiếp để đánh lừa đối phương trước khi tung cú sút quyết đoán để ghi bàn. Ronaldo Jr. cho thấy mình hoàn toàn có thể trở thành một tiền đạo xuất chúng trong tương lai. Về mặt kỹ thuật cá nhân, dường như cả hai cậu quý tử của hai siêu sao này đều sở hữu khả năng thi đấu lắt léo và cực kỳ thích sử dụng những pha rê dắt để qua người. Với Thiago, cậu bé có vóc dáng khá nhỏ nên rất phù hợp với những tình huống đi bóng khéo léo. Giống như Messi, thật khó để có thể lấy bóng trong chân của Thiago khi trọng tâm thấp khiến cậu bé rất khó bị đốn ngã. Mặt khác, Ronaldo Jr. lại ưa thích sử dụng các skill qua người hơn là các pha rê dắt đơn thuần. Mới chỉ 10 tuổi, nhưng cậu lại khá thuần thục ở những kỹ thuật qua người. Những pha xoay người hay đảo chân làm động tác giả được Ronaldo Jr. thực hiện khá mượt mà và không kém phần đẹp mắt.
Nếu như người cha đại tài của Ronaldo Jr. từng có những cú ngã bàn đèn vô lê thần thánh, thì cậu bé cũng không hề kém cạnh. Trong một trận đấu thuộc đội trẻ Juventus, con trai của CR7 suýt chút nữa đã tạo ra một siêu phẩm với động tác dứt điểm theo kiểu bò cạp. Đoạn clip này thực sự đã gây sốt mạng xã hội khi người hâm mộ cực kỳ sửng sốt khi chứng kiến tài năng của cậu nhóc. Vì còn nhỏ tuổi nên Thiago vẫn được Messi cưng chiều và không phải tập luyện để có một vóc dáng tốt. Tuy vậy, cậu bé luôn tỏ ra thích thú với trái bóng và thường xuyên có những trò chơi cùng với bố và các em ngay trong ngôi nhà của mình. Khác với Thiago, Ronaldo Jr. đã trải qua thời gian tập luyện khắc nghiệt dưới sự hướng dẫn của ông bố Cristiano. Khi mới 6 tuổi, cậu bé bắt đầu vào phòng gym để tập thói quen chăm sóc bản thân. Tuy vậy, tiền đạo người Bồ Đào Nha không ép buộc cậu quý tử phải theo nghiệp quần đùi áo số như mình. Sau tất cả hai cậu nhóc đều được các ông bố của mình dành rất nhiều thời gian và tình yêu thương. Thiago được Messi nhận xét là một đứa trẻ ngoan và rất biết nghe lời. Sau những giây phút thi đấu căng thẳng thì việc M10 luôn muốn trở về nhà để chơi đùa với những cậu con trai của mình. Còn Ronaldo Jr. thì đã được CR7 rèn cho tính tự lập từ sớm. Tuy vậy, cậu bé vẫn được bố cưng chiều. Ronaldo Jr. luôn đi trên những chiếc siêu xe, những bữa tối đắt đỏ hay được gặp mặt những ngôi sao bóng đá hàng đầu khác. Đều thể hiện được tài năng chơi bóng từ rất sớm và đang được cả thế giới theo dõi cũng như mong đợi. Cả Messi và Ronaldo đều khẳng định sẽ không ép buộc con trai đi theo nghề đá bóng. Tuy nhiên, Thiago và Ronaldo Jr. đều cho thấy sự hứa hẹn trong việc kế thừa hai ông bố vĩ đại của mình. Bạn nghĩ sao về hai cậu nhóc này? Chia sẻ ý kiến ở một bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!